Này bây giờ các bạn quan sát cái này. Trong thiết kế bây giờ thì chúng ta sẽ gặp một cái yêu cầu của khách hàng, đấy là thiết kế một cái hộp, thiết kế một bao bì sản phẩm là một chuyện, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy là các sản phẩm nó bán ở siêu thị rất là nhiều, hoặc kể cả trong các cái cửa hàng nhỏ đi nữa, thì người ta bây giờ ứng dụng rất là nhiều cái quản lý về giá cả cũng như mặt hàng bằng cái barcode. Đấy, nó rất là tiện trong cái việc mà bán hàng và quản lý giá cả. Thế thì barcode có hai trường hợp: một là người ta in rời ra, sau đó thì người ta dán vào trong cái sản phẩm đấy. Thế nhưng mà cũng có những trường hợp là nhà sản xuất yêu cầu là chèn luôn thẳng barcode vào trong cái bao bì của người ta luôn. Thế thì trước hết là chúng ta xem theo cái cách thức để chúng ta làm cái barcode thì chúng ta làm như thế nào. Thì để làm một cái barcode thì chúng ta sẽ tìm như thế này. Các bạn sẽ vào menu object và sau đó thì các bạn vào lệnh insert barcode để các bạn có thể là chèn cái barcode vào. Tuy nhiên là tôi cũng phải nói luôn là cái phiên bản này chúng ta chèn insert barcode ở đây, nhưng mà các phiên bản ở dưới nó thì các bạn sẽ phải tìm ở menu edit nhé. Nếu mà các bạn làm việc với các phiên bản thấp hơn thì các bạn sẽ phải vào menu edit để tìm cái lệnh insert barcode. Thế còn đối với bản 7 này trở lên thì chúng ta sẽ tìm ở trong object và nó nằm ngay trên đầu này, insert barcode. Bây giờ tôi nhấn cái lệnh là insert barcode và tôi sẽ mở ra một cái hộp thoại. Đây, barcode. Trước hết là chúng ta phải xác định được là cái mẫu barcode mà chúng ta sử dụng là mẫu nào, nó có bao nhiêu số. Đấy, cái cách dùng thì nó tương đối là đơn giản. Các bạn có được một cái mẫu trong tay và các bạn xem trước hết là các bạn xem là nó có bao nhiêu con số ở cái barcode. Đây, ví dụ trên tay tôi đang có một sản phẩm đó, và trên sản phẩm này thì có mã vạch đây. Thế thì trước hết là chúng ta sẽ đọc, chúng ta xem trên barcode này của chúng ta có bao nhiêu con số. Tôi đếm thử xem nào: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 con số. Thế thì trước hết là tôi sẽ sổ cái danh sách ở cái phần Select One The Follow Industry Standard Format này ra. Thì nó có cái gì? Có rất nhiều loại. Chính bản thân tôi cũng không biết hết tất cả các loại trong này, tại vì là mỗi một ngành nghề nó lại có một cái quy định riêng. Tất nhiên nếu các bạn muốn, tôi có thể cung cấp cho các bạn cái tài liệu nó nói kỹ hơn về các cái kiểu loại barcode này, để các bạn xem là nó có những cái loại nào và nó tương ứng với ngành nghề gì. Tuy nhiên với cái sản phẩm mà tôi đang cầm ở trên tay, sản phẩm mẫu tôi đang có ở trên tay, thì sau khi tôi đếm xong thì tôi thấy là có 13 số. Thì tôi thấy ở đây có một cái mã là EAN13. Đấy, là tương ứng với con số chữ số đang có ở trên cái barcode này. Tôi chọn nó. Và bây giờ tôi sẽ nhập thử cái mã số vào đây theo các con số mà tôi thấy ở trên cái sản phẩm tôi đang có trên tay này đây. Bây giờ tôi sẽ nhập này, con số của tôi là 8 9 3 6 0 0 9 0 5 0 8 3 3. Thế nhưng mà ở đây các bạn thấy là chúng ta có một chuỗi là 13 số, nhưng cái ô này nó chỉ yêu cầu chúng ta là gì đây, Enter 12 số vào đây thôi. Đến số 12 mà đúng thì lập tức nó sẽ tự động nó phát sinh ra cái số thứ 13 này ngay cho chúng ta. Thế còn phần mở rộng này thì tùy vào sản phẩm nó có hoặc nó không. Đấy. Thì chúng ta nếu mà có mẫu mà chúng ta thấy được cái phần mở rộng thì chúng ta nhập nốt số, còn gốc chuẩn thì chỉ cần 13 số này là xong. Trong đó các bạn chỉ cần nhập đến số 12, con số thứ 12, nếu đúng mẫu đúng loại thì lập tức nó sẽ phát sinh ra con số thứ 13, mà chúng ta so sánh con số đó giống cái con số của cái sản phẩm mẫu chúng ta đang cầm trên tay thì ok, đây là đúng loại rồi. Đến đây thì tôi nhấn Next. Thì đây là một số các tham số để mà chúng ta thiết lập thêm về các cái độ phân giải rồi kích thước, tỷ lệ phần trăm vân vân.
cho cái barcode này. À, đoạn này thì không cần phải can thiệp, nó là con số chuẩn rồi. Các bạn nhấn Next tiếp cho tôi. À, đến đây thì nó cho thêm vài tùy chọn và chúng ta có thể bật hay tắt những cái này. Ví dụ như đây là đoạn chính này, đó. Đây là đoạn này là đoạn gì đây? Add-on là cái đoạn mở rộng thêm. À, các bạn có thể là tắt hoặc bật con số. Các bạn có thể là add-on text at bottom hoặc là gì đây? Hoặc là trên đỉnh. Đấy. Show question marks thì sẽ thấy thêm cái dấu này. Vâng vâng. Thì những cái này thực ra thì nó thêm bớt cái thứ các thông số, nhưng mà con số này hay là cái vạch này mới là cái chính. Thực ra là cái vạch mới là cái chính. Trong cái barcode này cái vạch mới là cái chính. Tại vì vạch là để cho máy nó đọc, số là để cho người đọc. Đấy. Cái vạch mà không có số nào, máy có đọc được không? Đọc tốt, đọc không có vấn đề gì cả. Đấy, số là để cho người đọc thôi. Thế bây giờ nó cũng có một cái vấn đề mà tôi cũng không hiểu là tại sao trong cái trường hợp mà cài ở từng máy khác nhau. Đấy, thì nó có cái phần phông này. Thì có máy sau khi cài xong thì nó cho phép chúng ta can thiệp vào, có máy thì không. Mà mặc dù là cài cùng một bảng, cùng một người cài, cùng một phương pháp cài giống như nhau, thì cái đoạn này thì tôi cũng không giải thích được lý do tại sao. Đấy, có máy là cài lên là tôi có thể can thiệp được vào cái phông này. Nhưng mà ở đây thì thường thường 10 lần cài thì chắc là đến 9 lần là nó không cho can thiệp. Có một tỷ lệ nhỏ thôi là cho phép can thiệp vào đây. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng quá. Bây giờ chúng ta nhấn Finish xem nó ra cái gì nhé. Đây, barcode đã được tạo ra. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó ở trên màn hình như thế này. Thế bây giờ dùng được chưa? Chắc chắn là dùng được rồi. Đấy, cứ như thế này mà dán vào trong sản phẩm là xong. Thế nhưng mà khi dán vào trong sản phẩm thì nó có thêm một vấn đề như thế này. Hiện tại tôi đang để cái barcode này nó ở trên cái nền trắng và chúng ta thấy nó rất là bình thường. Đó, nhưng mà bây giờ nếu như mà tôi đặt nó lên trên một cái nền màu thì các bạn sẽ nhìn thấy cái barcode này của chúng ta nó có cái nền trắng. Tất nhiên nền trắng thì nó rất tốt cho cái việc đọc. Chữ đen ở trên nền trắng rất tốt cho việc đọc tại vì nó tương phản cao. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì tôi lại rất không thích cái chuyện này. Tại vì nó tạo ra một cái mảng mà nó khác màu, nó giống như là vết rách hay vết vá ở trên cái thiết kế. Thì tôi muốn là cái barcode này nó phải tách bạch được ra khỏi cái nền trắng của nó. Và nó đặt lên trên bất kỳ một cái nền nào mà tôi muốn, và nó nằm như một cái thành phần êm ả trong cái nền đó, chứ nó không bị lõi ra vì cái nền trắng này. Tuy nhiên đây lại là một điều không dễ dàng, vì cái barcode này thì nó là một cái dạng đối tượng đặc biệt ở trong Corel. Bây giờ chúng ta phân tích thì xem nó đặc biệt như thế nào. Đây các bạn quan sát một chút, tôi sẽ cho các bạn thấy cái sự khác biệt. Ví dụ một object đồ họa thông thường, tôi vẽ ở đây, khi tôi di chuyển nó thì các bạn thấy cái gì? Nhấp chuột này, di chuyển này, các bạn nhìn thấy một cái khung màu xanh như thế này. Khi mà tôi nhấp chuột, tôi di chuyển một đối tượng đồ họa vector. Ok, đấy là đối tượng vector. Bây giờ nếu như tôi nhập một cái ảnh vào đây thì sao? Import, tôi nhập một cái ảnh vào. Ví dụ đây, tôi nhập một cái ảnh này vào. Sau khi tôi nhập ảnh vào, ảnh này bé quá, này lấy ảnh khác đi. Bé, đây, một cái ảnh. Bây giờ đây là một cái ảnh bitmap, đó. Các bạn quan sát trong lúc mà tôi kéo gì nó đi thì thế nào nhé. Nhấp chuột này, nhấp chuột trái này, kéo đi này. Thì các bạn sẽ thấy một cái hình xám xám như thế này, có độ trong, chạy theo con chuột của tôi khi mà tôi di chuyển nó. Đấy là nhận diện của một cái bitmap. Thế bây giờ tôi bấm vào cái barcode này, tôi di chuyển, các bạn sẽ thấy cái gì? Khung thì có phải xanh xanh. Đây, phóng lớn lên nhá. Khung thì có phải xanh xanh giống như cái hình vector, nhưng ở góc dưới bên trái nó lại có một cái gạch chéo như thế này. Đây, chúng ta xem xét so sánh thử hai cái luôn.
Tôi đặt hai cái cạnh nhau này. Và chúng ta di dịch này. Chọn cả hai nhá. Dịch nhá. Thấy không ạ? Cái vector thì nó chỉ có khung xanh thôi. Còn cái đối tượng barcode mà tôi vừa mới dịch đó thì nó có thêm cái vạch chéo đó. Chứng tỏ là nó là những thứ rất khác nhau. Và khác ở cái chỗ nào? Tôi chọn cái này thì tôi nhìn lên trên thanh property. Sự hỗ trợ của nó chỉ có là đưa lên trên hoặc đưa xuống dưới thôi. Không có bất cứ một cái lệnh tháo gỡ Ctrl K hay là Ctrl U gì đó để mà bẻ gãy nó ra hoặc là tháo rỡ ra khỏi group này. Đấy. Thế thì bây giờ tôi sẽ dùng cách nào để mà tôi tháo rỡ cái đường viền này ra, cái nền trắng ra? Thì có mấy cách như sau. Đấy. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ xuất cái tài liệu này ra thành một định dạng khác. Sau đó thì chúng ta sẽ nhập trả nó về và chúng ta tháo rỡ cái nền ra. Thế cách làm chúng ta sẽ làm như sau. Tôi chọn cái này. Tôi chọn cái barcode này. Sau đó thì tôi sẽ sử dụng lệnh export để tôi xuất nó ra thành một cái dạng tài liệu khác. Thì ở đây các bạn sẽ có hai phương pháp. Một là các bạn sử dụng cái đuôi AI. Tức là các bạn xuất nó ra thành đuôi dạng Illustrator. Hoặc các bạn có thể xuất nó ra ở một cái dạng nữa là dạng CMX, tức là dạng thức của Corel Presentation Exchange. Đấy. Ví dụ tôi xuất ra dạng Corel đi và tôi để ra desktop cho nó dễ tìm nhá. Tôi đặt tên là barcode này. Ví dụ như này. Sau khi tôi xuất rồi thì nó sẽ có một cái bảng tài liệu xuất ra dạng CMX. Bây giờ tôi nhập lại cái bảng CMX đó vào. Tôi sử dụng lệnh import. Tôi tìm tới desktop là nơi tôi xuất nó ra. Và tôi tìm tới cái chỗ tôi để cái barcode vừa rồi. Xin lỗi, chúng ta phải kiểm tra lại cái này một tí, tại vì là khi chúng ta xuất ra thì chúng ta phải lưu ý thêm một cái vấn đề như thế này. Trong cái lúc mà xuất ấy thì một là nó xuất toàn bộ cái tài liệu với tất cả những thứ đang có trong tài liệu đó. Đấy, nếu như chúng ta không làm cái gì cả. Thế còn trường hợp thứ hai là khi mà tôi có bấm chọn một đối tượng mà tôi xuất thì nó có một cái checkbox này selected only, tức là nó sẽ chỉ xuất cái đối tượng mà tôi đang chọn thôi. Còn các phần khác mặc dù đang hiện lên ở trên màn hình nó cũng kệ, coi như không biết. Đấy, thì bây giờ tôi phải đánh dấu thêm cái selected only này. Và tôi chọn cái barcode này. Đấy. Sau khi mà chúng ta đánh dấu cái selected only này thì nó sẽ chỉ xuất riêng cái barcode mà chúng ta chọn thôi. Đây, nhập lại export. Và bây giờ sau khi xuất xong rồi chúng ta lại nhập lại. Tức là chúng ta sử dụng lệnh import và chúng ta tìm tới cái barcode này. Đây, import. Các bạn nhìn thấy này. Đặt lên đây, có còn nền trắng không? Còn đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi có thể tháo ra được. Tại vì là một khi mà tôi nhìn vào đây mà tôi thấy là nó bắt đầu có biểu hiện như thế này, chứ không phải là nó chỉ có những cái biểu tượng là đưa lên trên hay xuống dưới thế này. Các bạn nhìn này. Tôi tháo gỡ những cái này ra bằng cách là tôi bấm vào và tôi di chuyển, tôi lôi nó ra. Đã thấy cái vạch này chưa ạ? Vạch này bây giờ của tôi nó nằm ở trên nền màu. Và bây giờ tôi có thể đặt nó lên bất kỳ một cái nền màu nào theo cái màu của sản phẩm. Và nó nằm im ở trên đấy, không còn bị ảnh hưởng bởi cái nền trắng nữa. Tất nhiên nhìn thoáng qua thì nó sẽ khó nhìn ra cái barcode này hơn. Nhưng mà thực ra barcode thì đặt trên nền nào thì máy quét nó vẫn quét được thôi. Đấy. Đừng có để màu nó cần sát với cái màu barcode quá. Còn nó đã có sự khác biệt về màu, kiểu gì barcode cũng được máy quét ra. Hoặc mắt chúng ta đọc được cái dòng số thì là chúng ta sẽ đọc được và chúng ta sẽ biết được cái mã code này là cái gì. Thế và bây giờ nó là cái gì? Nó là các vạch này thôi và các con số. Đặc biệt là các con số này sau khi xuất xong thì nó lại là con số. Các bạn có quyền là gì đây? Chọn cái này và các bạn chuyển sang một phông khác hoặc là size khác. Hoặc thích thì các bạn có thể bỏ quách nó đi cũng được, không sao. Barcode lúc này có sử dụng được không? Được. Đấy. Và kể cả trong trường hợp nếu mà các bạn thích
các bạn có quyền là gì đây ạ? Các bạn cắt nó đi như thế này có được không? Tôi để như thế này được không? Như thế này đọc nó đọc được cao hay thấp không thành vấn đề đối với barcode. Barcode nó chỉ quan tâm là có bao nhiêu vạch này đấy, và mỗi vạch nó cách nhau bao nhiêu, và các vạch này nó đậm nhạt như thế nào đấy. Cái nhận diện của barcode này nó thông qua cái tham số đó, chứ không phải là cái dãy con số mà chúng ta vừa bỏ đi đâu. Và nó có dài hay nó ngắn thì có ảnh hưởng đến chuyện đấy không? Không, miễn là số lượng barcode nó chuẩn, số lượng vạch chuẩn, khoảng cách giữa các vạch chuẩn, độ đậm nhạt dày mỏng của các vạch chuẩn là kiểu gì nó đọc ra. Thế đây là một cách nhé, là chúng ta xuất cái barcode của chúng ta ra tài liệu dạng CMX của Corel, và chúng ta đưa nó vào bằng lệnh import. Thế bây giờ cách thứ hai là tôi xuất nó ra, nhưng lúc này tôi xuất nó ra thành dạng AI đi, thành dạng Illustrator đi. Bây giờ tôi cũng đặt tên là barcode, nhưng lúc này là xuất ra dạng AI. Có một cái chút như thế này, các bạn cần lưu ý một tí là xuất ra thì nó có một tùy chọn về text đấy, export text, s text hoặc là curve là đường hình vẽ thôi hay là text đấy. Nhưng mà trong trường hợp này các bạn nên chọn cho tôi là đường cong, tại vì text này xuất ra vẫn là text thì có thể nó bị lỗi đấy. Các bạn có thể chọn phiên bản nó cũng được đó. Sau đó thì bây giờ tôi xuất này, xuất ra rồi tôi có thể nhập lại import, và tôi tìm đây cái này, tôi nhập nó vào. Sau khi nhập xong thì tôi cũng có thể là gì đây ạ, tháo dỡ cái này ra đây, tháo dỡ cái này, thấy chưa? Và tôi cũng lại có một cái hình ảnh của cái barcode này, nó nằm im được trên một nền mẫu bất kỳ. Cách này thì có dễ làm không? Về mặt nguyên tắc là dễ, nhưng nó có một cái điểm dở là như thế này: nếu như thi thoảng các bạn làm một cái barcode thôi thì chuyện này nó không thành vấn đề lắm, nhưng mà nếu mà bạn mà là người làm ở cái phần mà cái phần công việc mà nó tiếp xúc nhiều barcode, có nghĩa là một ngày bạn không phải làm một cái hai cái này mà bạn làm vài chục cái, hàng trăm cái cơ, thì cái cách mà xuất ra xong nhập vào này là cái điều mà tôi không thích lắm. Một là cái thao tác nó cũng mất khá nhiều bước, thứ hai là nó phát sinh ra những cái rác mà chúng ta xuất nó ra ở đâu đó rồi chúng ta nhập lại đấy. Nếu mà không xóa đi ngay thì nó trở thành rác, và nó rất dễ gặp phải tình trạng là bạn xuất ra vài cái barcode, đến lúc bạn nhập lại có thể bạn nhập nhầm giữa cái barcode nọ với cái barcode kia đấy. Thế còn trường hợp mà làm xong cái nào xóa đi cái đấy thì mất thêm một cái thao tác là xóa rác đi nữa, thì đấy là cái mà tôi không thích lắm. Thế bây giờ chúng ta xem còn cách nào nữa không nhé. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại một cái phần mà chúng ta đã nói với nhau, đó là phần lens đó. Phần lens là cái kỹ thuật làm thấu kính vừa rồi, thì tôi cũng có thể sử dụng cái thấu kính này như là một phương pháp để tôi bóc tách cái nền của cái barcode này. Các bạn quan sát này, đây là barcode gốc này, kiểm tra lại xem có đúng không nhá. Này, kéo thử đi thì nó có vạch chéo, và thực ra cũng không cần phải nhìn nhiều, chọn nó và nhìn ở dưới thì đây thành trạng thái này thì nó thông báo ngay cái này là Corel barcode đó. Ok, đến đây tôi vẽ ra một cái đối tượng để làm thấu kính phủ lên trên cái barcode này, sau đó mở cái bảng thoại lens này ra, và tôi chọn một trong những cái tùy chọn này, ví dụ invert đi, thì tôi sẽ có một cái đảo ngược lại. Tôi chỉ cần đánh dấu vào cái Frozen này, nhấn apply, sau đó tôi nhắc cái thấu kính này ra. Bây giờ tôi bỏ cái thấu kính đi, xin lỗi, ungroup đã, đúng không?
sau đó tôi bỏ ống kính đi thì sẽ còn lại cái gì? Sẽ còn lại cái phần barcode này. Bây giờ cái phần này tôi chỉ cần bỏ nốt cái nền đen này đi, sẽ còn lại các cái nền trắng, cái vạch trắng, tại vì vừa nãy là đảo ngược mà. Thế bây giờ tôi làm sao đây? Tô lại cho nó thành đen là xong. Bây giờ barcode có chưa? Có rồi. Vạch thì vẫn đảm bảo, mà kể cả đặc biệt là số nó vẫn là số nhá. Đấy. Và với cách như thế này thì tôi có thể là làm sao đây? Đặt cái barcode này lên trên một nền màu bất kỳ. Thì cách này là chúng ta sử dụng cái hiệu ứng lens với lại cái tùy chọn Fluorescence này để mà chúng ta bóc lấy cái phần giao nhau giữa cái thấu kính với lại cái barcode mẫu. Cách này có được không? Cũng được, tuy rằng không phải tiện lắm. Ở đây tôi chỉ chứng minh cho các bạn thêm một chút là cái hiệu ứng lens vừa rồi chúng ta có thể sử dụng nó để sao chép với một cái thông tin. Đấy. Thì đây là cái cách ứng dụng lens. Thế còn cuối cùng thì tôi nói với các bạn cái cách mà tôi cho rằng nó là cái hợp lý nhất và an toàn nhất. Đây, chúng ta sẽ làm như sau. Tôi chọn lấy cái barcode này, sau đó tôi vào edit và lệnh cắt. Với lệnh cắt thì cái barcode nó sẽ không còn nữa, nó được cắt và nó cất tạm vào trong cái bộ nhớ RAM của máy tính rồi. Trong tài liệu của chúng ta không còn cái hình đó nữa. Bây giờ tôi sẽ vào edit và tôi sử dụng lệnh paste. Nhưng mà thay vì paste thông thường thì tôi sẽ chọn paste special. Một bảng thoại sẽ mở ra cho chúng ta chọn lựa giữa hai cái, đó là Corel barcode hoặc là picture metafile. Nếu mà tôi chọn Corel barcode thì cắt đi như thế nào thì nó lại dán về đúng như thế, cho nên tôi chọn cái thứ hai là picture metafile. Nhấp ok. Nó sẽ dán trả lại cho tôi vào trong này. Đương nhiên là sẽ dán vào giữa cái trang giấy làm việc. Và bây giờ sau khi mà tôi chọn vào nó thì tôi thấy nó có tính chất group đây rồi. Đã là group thì sẽ tháo ra được. Bây giờ có cần tháo không? Không cần tháo. Giữ control mà kích vào chọn những cái mình cần xóa là xong. Bây giờ còn lại là cái barcode và chúng ta đã bỏ được nền đi. Cách này là cách chuẩn nhất. Vì sao? Vì nó ít bước. Và thứ hai là nó không phải xử lý những cái giáp. Có nghĩa là tôi tạo ra cái barcode nào xong là tôi xóa bỏ, tôi vứt cái barcode đó và tôi chỉ nhập cái mà có thể xóa nền đi được thôi vào trong này. Thì đây là một cái tiện ích để giúp các bạn có thể chèn cái barcode vào trong cái sản phẩm thiết kế của mình. Các bạn thiết kế một cái bao bì, các bạn thiết kế một cái hộp đựng sản phẩm, các bạn thiết kế một cái gì đó xong là các bạn có thể chèn luôn cái mã vạch của nhà sản xuất yêu cầu vào trong cái sản phẩm của người ta luôn. Đấy, nó vừa hoàn thiện và nó vừa giúp cho người ta đảm bảo được cái quản lý hàng hóa cũng như là phần nào đấy là chống cái hàng giả. Ví dụ như thế thì đấy là cái cách thức để các bạn tạo ra barcode và đồng thời là giúp các bạn có thể là tùy biến bỏ được cái nền trắng đi để đặt cái barcode vào bất cứ một cái nền nào sản phẩm mà các bạn mong muốn.